Vâng, xin chào bà con nhé. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục bán cá cho bác chủ tịch. Mặc dù cá rất rẻ, lỗ vốn nhưng mà vẫn cứ phải kéo nên bán để lấy tiền giá tiền cám. Thế mà nguyên hai cái ao này của anh em tôi là 7 mẫu. Thế mà biết là cá rẻ nhưng bây giờ là kéo xong vẫn cứ phải thả lần nữa. Thế bây giờ thì bà con cùng chúng tôi để ta ra kéo cá cho bác bán trong hôm nay là xem được bao nhiêu cá nữa. Tình hình này ao sâu quá. Thế là anh em phải ngồi thuyền và chèo thuyền ra thì không thể nào kéo được. Đấy, phải chèo thuyền ra giải lưới. Khổ dạ dày không dám uống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn đấy là to nhất đấy. Đấy còn đấy bá tình hình như thế nào? Tình nó ngớp bây giờ. Con này mà dễ thì tôi sái tay này đấy. Mày còn chấm. Mày còn chấm nên là không nói nữa này. Tình thì toàn chấm to. Vừa người vừa cá có đã được bao cân gì?
Lên đây luôn. Lấy chín cho vào đây luôn. Từ từ đã.